5 tháng 10 đó quý vị. Và một chúng ta đang đứng trên cầu trên sông ngay Bạch Đằng nha quý vị. Bên đây là đường Nguyễn Công Trứ, rồi bên tay trái chúng ta là đường Bạch Đằng đó. Đây là hướng vào đình Nguyễn Công Trứ. Ở bên phải đang diễn ra cái chương trình xin lỗi, ở bên phải là các gian hàng ở buôn bán, bên trái nhé, gian hàng ở buôn bán, còn ở bên phải này có diễn ra các múa lân nè quý vị. Ở phía trước đó là bến để mà thả các hoa đăng á, thì đây là hoa đăng. Đây là bến hoa đăng rồi quý vị. Mẹ con muốn gà ơi. Rồi chụp đi lấy điện thoại. Cái đó là các đội múa lân để ngày mai mà rước bia ghi dấu trận diệt đồn Diên Giang đó quý vị, vào ngày 16 tháng 6 năm 1868. Sau nữa là cái tượng của anh hùng dân tộc Nguyễn Công Trứ đó quý vị. Này lên internet chứ không có lên vô tiếng em ơi. Ở đây hôm nay có một sự việc mà mình không có được thích lắm, đó là cái biển bảng treo niêm yết giá là xe 3.000 và 6.000, nhưng mà khi mình vô giải thì yêu cầu là đòi 10.000. Không biết là lý do tại sao. Đây, mình xuống, mình chào qua, mình đi, mình vô, mình đi.
Ở bác là mình ở đâu lại lần bác? Ở đây hay là ở tỉnh khác lại? Dạ. Ở gì ạ? Ở Cần Giờ hả? À, Cần Thơ. À dạ. Ở Cần Thơ là ở thành phố Cần Thơ hay là quận nào cô chú? Ở gì? Vậy sao mà không không đi YouTube ở trong này, cô nhớ có giọng không ở trong đó mà. Giọng đâu đủ người ta đâu. À. Con làm YouTube thôi à. Có up trên internet thôi. Tưởng đâu ông có nhà báo ông quay lên à Kiên Giang không cho bà con vô để nghỉ chơi ở trong, bây giờ bà con mấy người già yếu rồi không có đi ra đường nổi, bây giờ nó nghỉ vô trong khu tiếp nhi nghỉ mà ông cho nữa. Dạ. Ngày năm tới là dân chúng năm tới không ai đi nữa. Là không lên nữa rồi. Khổ quá mà lên đây cũng có cái tiền bạc. Ở năm rồi là được vô trọng à? Ở hả? Ừ, mấy năm rồi là ở trọng không à? Bây giờ bà con mấy người nãy vô mấy bà đuổi qua rồi, chín giờ đóng cửa. À, dạ. Giờ đóng cửa rồi. Quay lên cho tôi cái này. Dạ. Quay đưa hình tôi lên. Không, cái này thì toàn cầu người ta coi chứ không có quay đi, ông quay toàn cầu coi luôn đi. Dạ. Cảnh bà con ta bây giờ lên tỉnh Kiên Giang nghe được nghe định ông Cụ Nguyễn á, mà bây giờ bà con khổ quá không có chỗ nơi nắm cho nó ở lại mình không được mà không đuổi tụi tôi ra này bà con người ta mới được già lết đó là sao á. Ồ, không có, sao không có chỗ đi. Các cấp chính quyền ở tỉnh Kiên Giang gì đâu mà xuất hiện bà con không có ở cái chỗ nào mà bức xáo chợ là lang thang gì đó, mấy người già yếu ra quá. Dạ. Ủa rồi tối nay là ở ngoài này luôn hả cô chú? Chứ ở đâu giờ? Chết rồi. Tính qua bên Dãy đâu mấy người ta cho không nè. Muốn nhà chỗ được cũng muốn nữa. Dạ dạ. Đi ở đây cả đống. Dạ, cái đó cũng khó chứ. Chết rồi. Đây là cảnh mà bà con phải ngủ ở ngoài quen đường rồi đó quý vị. Trước đình nữa các bạn.
phía trước vào khu thờ tự nha quý vị. Đây là khu thờ nữa rồi. Ở đây là khu giỏng nè quý vị, để nghỉ bà con nghỉ ngơi. Quay cho kênh nào vậy anh? Quay cho kênh nào vậy? Ký sự miền Tây. Ký sự miền Tây à? Dép đôi 10 ngàn thôi, dép đôi 10 ngàn quẹo lửa cho em ơi, 10 ngàn thôi, dép 10 ngàn. Ở đây có nhiều gian hàng cũng đang bán nè quý vị. Dép đôi 10 ngàn thôi, dép đôi 10 ngàn quẹo lửa cho em ơi. Cô không có chỗ nằm luôn hả cô? Quá trời đông. 25 ngàn, 6, 20 ngàn, 25, 6, 20 ngàn. Thề nước nào hết. Cô trà má đổ đông, 25 ngàn, 6, 20 ngàn chị ơi. Ở đây có cái là rác hơi nhiều đó quý vị. Đây rất là nhiều rác. Thank you.
đây là khu vực bếp ăn mọi người, để phục vụ cho khách ở xa tới. Một cây 10.000, 10.000 đồng một cây lược thái dẻo. Ông quẹt thấy ai một cây 10.000. Ta đi vào khu bếp quý vị. Không ai của bà đi. Đây là khu vực bếp mọi người, những khu vực phục vụ ăn miễn phí, chủ yếu là đồ chay hết. Đi qua khu mua bán đó quý vị. Thank you.
đèn phòng cháy chữa cháy để mà phòng có sự cố đó quý vị. Ở đây ta sẽ đi qua cầu nè. Thank you.
thì 50, 70, 80, có lại đồng giá bán 6, 30, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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